Chào anh em, mình là Hợp và hôm nay rất vui được đem đến cho anh một cái hộp rất là to này. Đây là một dòng sản phẩm mới của ICS và ICS mới về sản phẩm này đầu tiên thuộc dòng sản phẩm này. Các bạn có thể thấy là cái hộp của em nó rất là to. Đây là một găng tay của mình khoảng hơn 20 cm. Thì với cái này nó khoảng độ tầm hơn 30 cm một chút. Còn chiều này của chúng ta sẽ có khoảng tầm 15 cm. Với một cái sản phẩm mà có hộp dài như vậy thì mình sẽ rất nóng lòng muốn biết là sản phẩm ở phía trong nó là gì. Và đây chắc chắn là một sản phẩm mà các bạn không hề thất vọng. Mình sẽ mở hộp để anh em có thể thấy nó rõ hơn. Và đây, ngay từ cái nhìn đầu tiên các bạn đã thấy là một chiếc hộp màu đen và có chữ Bell & Ross ở phía trên. Bell & Ross là một nhà sản xuất đồng hồ chuyên rất là nổi tiếng và thường được biết đến với cái dòng sản phẩm chuyên dành cho những phi công. Rất là tuyệt vời. Và mình rất là vui vì hôm nay là ICS đã về được một chiếc Bell & Ross đầu tiên để có thể là chia sẻ với anh em. Anh em hãy cùng kiểm tra để có thể thấy. Mình sẽ mở hộp. Phía ngoài là chúng ta có hộp màu đen có chữ Bell & Ross và ngoài ra là chúng ta không có gì cả. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có một cái hộp bằng da rất là đẹp. Đó, các bạn sẽ thấy một cái hộp bằng da rất là đẹp. Mình sẽ bỏ cái hộp này qua một bên. Với cái hộp bằng da này thì các bạn thấy là cái chất liệu của nó hoàn toàn rất là tuyệt vời và nó xứng đáng với một cái sản phẩm cao cấp có giá retail lên đến 6.000 đô. Và ICS thì dĩ nhiên là luôn săn được sale và chiếc này có giá rất là tốt, chỉ dưới 3.000 thôi. Mình sẽ mở ra để anh em có thể thấy là một chiếc hộp của Bell & Ross nó được làm chi tiết như thế nào. Đây là một chiếc hộp da hoàn toàn và sờ rất là sướng, không có bị dấu vân tay gì cả. Mở ra phía trong, cái này là một cái nút bạn nhé. Đó, mở ra phía trong thì chúng ta sẽ có một bộ giấy tờ sổ sách. Đây là thẻ của Bell & Ross. Rất là đẹp. Thẻ này chưa vào tên các bạn nhé. Và chúng ta sẽ có cái thông tin ở phía trên, chúng ta sẽ có một bộ hộp sổ sách ở đây. Không có gì nữa cả. Chiếc này là chiếc BR0192 Turn Coordinator. Và các bạn sẽ thấy là một cái quyển gần như là một cái quyển mà hướng dẫn sử dụng, kèm theo đó là cái catalog rất là to và Bell & Ross làm theo cái hình của cái hộp luôn. Các bạn sẽ thấy đầy đủ thông tin đó, cũng như là hình hài của chiếc này với rất là nhiều thứ tiếng. Ở phía dưới thì chúng ta sẽ có một cái tờ giấy và chúng ta sẽ có một cái lớp lót ở phía trên. Đó, sản phẩm của chúng ta là ở dưới cùng. Các bạn sẽ thấy khi mà mình đẩy này lên, Bell & Ross làm rất là chi tiết. Và ở dưới thì chúng ta có những cái phần này. Tuy nhiên những cái phần này thì nó thường là nó sẽ, cái hộp này của Bell & Ross được làm cho rất là nhiều model. Và các model khác thì các bạn sẽ có thêm những cái phần này ở đây. Đó, model này thì chúng ta sẽ không có. Chiếc BR0192 Turn Coordinator này thì nó thuộc cái series chuyên về những cái đồng hồ của ngành hàng không của Bell & Ross. Và nếu như các bạn theo dõi thì các bạn sẽ thấy năm 2012-2013 thì Bell & Ross có giới thiệu cái bộ sưu tập này. Và bộ sưu tập này thì gồm có 6 sản phẩm và 6 sản phẩm của nó thì đều có số limited cả và 999 chiếc. Chiếc này thì có size sẽ là 46 nhân với 55. Chiều này của chúng ta sẽ là 46 mm, còn chiều này của chúng ta từ lắc to lắc sẽ là 55 mm. Các bạn nghe thì có vẻ khủng bố, tuy nhiên là chúng ta chỉ cần size tay của chúng ta nó khoảng tầm 17.5 đến 18 cm là chúng ta có thể hoàn toàn đeo được chiếc này rồi. Các bạn có thể thấy là cái seal của em nó rất là kỹ đó, và mình sẽ tạm thời mình bỏ cái seal này ra để cho anh em có thể ngắm được. Phía trên thì các bạn sẽ thấy ngay là có một cái dòng chữ ở bên kia, giá là 445/999. Chiếc này là có limited 999 chiếc. Đó. Các bạn sẽ thấy với một dòng Bell & Ross thì thiết kế đặc trưng của nó rất là tuyệt vời, với một cái hình khối là vuông và ở phía trong chúng ta sẽ có cái mặt đồng hồ hình tròn. Đây là một cái thiết kế mà không thể lẫn được của Bell & Ross và nó đã tồn tại trên rất là nhiều dòng của Bell & Ross rồi, cho nên là anh em có thể thấy là thiết kế này nó đem đến một cái vẻ đẹp rất là mạnh mẽ. Và cái điều đầu tiên chúng ta đập vào mắt, nó giống như là một cái đồng hồ ở phía trên, ở trên cái máy bay của chúng ta. Thiết kế của Bell & Ross thì đa phần là lấy cảm hứng từ ngành hàng không aviator, cho nên là các bạn sẽ thấy là rất là nhiều các anh em pilot, nhiều anh em mà làm
tiếp viên hàng không cũng như là nhiều anh em làm lái máy bay thì chúng ta thì đều sử dụng cái dòng sản phẩm Beyond Rose này. Và phía sau thì các bạn sẽ thấy nó có ngay cái dòng chữ rất là tuyệt vời là Limited Edition BR0192ETC và số hiệu Limited là 445 trên 999. Đó, các bạn sẽ thấy ở phía sau chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 cái vít ở đây. Vít này sử dụng là vít lục giác. Ở dưới chúng ta sẽ có thông tin là Stainless Steel này, Automatic Movement này và chống nước 100m. Sản phẩm này được sản là sản phẩm Swiss Made và logo của Beyond Rose đây. Các bạn có thể thấy là cái độ hoàn thiện của chiếc Beyond Rose này thì phải nói là cực kỳ đẹp và nó có thể gọi là rất là nam tính, cực kỳ nam tính. Sản phẩm này như các bạn thấy ở trên mặt dial nó có cái mặt dial cực kỳ là độc đáo và chúng ta sẽ có cái mặt dial của nó khá là giống cái đồng hồ ở trên máy bay và các bạn sẽ thấy ngay chúng ta sẽ có ba cái lòng 1 2 3 và ở đây chúng ta có một chữ H biểu tượng cho hour tức là giờ. Với cái phần rìa ngoài này nó chỉ nói là những cái dòng chữ to này với những cái số to này nó chính là để chỉ giờ. Còn ở phía trong là minute thì nó để ở bé đây thì cái ô vòng tròn thứ hai của chúng ta sẽ là chỉ phút và các bạn sẽ thấy ở đây ngay chính giữa chúng ta sẽ có một cái kim, nó gần như là một cái kim và chúng ta sẽ xem giờ dựa theo là cái đường này. À, vì chiếc này có độ chống nước 100m cho nên là các bạn sẽ có núm screw down và các bạn hoàn toàn sẽ phải vặn ngược ra để sau đấy có thể chỉnh giờ và khi mà mình quay nhảy thì nó sẽ là chỉnh giờ của chúng ta. Đó và các bạn thấy khi mà mình lên cót tay được một lúc thì các bạn sẽ thấy là cái bốn cánh quạt của chiếc máy bay này nó bắt đầu quay, đó chính là kim dây của chúng ta. Và chiếc này có một thiết kế cực kỳ độc đáo cho nên các bạn có thể hoàn toàn yên tâm mà đeo chiếc này mà không sợ bị đụng hàng, nhất là khi nó chỉ có 999 chiếc trên thế giới. Đó. Anh em có thể thấy ngay là kim dây nó được làm thành bốn cái cánh quạt và cái này thiết kế rất là đặc trưng và rất là tuyệt vời của dòng này. Mình sẽ thử chỉnh giờ chiếc này. Các bạn sẽ thấy là khi mà mình chỉnh giờ, cái đĩa quay của nó rất là tuyệt vời. Đó và khi mà mình quay hết 60 phút, đó thì các bạn sẽ thấy là cái giờ của chúng ta sẽ quay đó cực kỳ tuyệt vời. Và chúng ta tưởng tượng là khi mà chúng ta chỉnh chỉnh khi mà chúng ta chạy thì đồng hồ nó cũng sẽ chạy như vậy, rất là tuyệt. Đó. Cái này của chúng ta thì do có kết cấu cực kỳ phức tạp và có cái kết cấu rất là độc đáo này cho nên là các bạn sẽ không thấy lịch ngày ở đây. Và nó có ba cái đĩa xoay là chúng ta đã thấy là nó có cái sự độc đáo rồi. Ví dụ như đây hiện tại là chúng ta đang xem đó là 11 giờ. Đó. Và các bạn sẽ thấy ngay là sau một thời gian thì các bạn sẽ làm quen với cách xem giờ của chiếc này. Dĩ nhiên là cái bề mặt của chiếc Beyond Rose này hoàn toàn được làm bằng kính sapphire nguyên khối và ở phần dưới này nó được làm đen hết và ở dưới này chúng ta sẽ chỉ có logo Beyond Rose thôi, rất là tuyệt. Chiếc này có size 46 x 55, tuy nhiên là các bạn nhìn với tay mình là tay 17.5 đến 18 cm là mình đã đeo chiếc này rất là đẹp rồi. Các bạn sẽ thấy chiếc này hoàn toàn dễ đeo vì lắc của nó khá là ngắn so với cái size của nó. Cho nên là anh em có thể hoàn toàn yên tâm tự tin khi mà tay các bạn chỉ cần khoảng 17-17.5 cm là các bạn có thể là chiến được em này rồi, rất là tuyệt vời. Đi kèm với chiếc Beyond Rose Turn Coordinator này của chúng ta thì chúng ta sẽ có bộ dây bộ bộ dây của nó là bộ dây cao su rất là tuyệt vời. Và ở dưới các bạn sẽ thấy có chữ BR tượng trưng cho chữ Beyond Rose. Còn phía trên thì chúng ta không có gì cả. Đó, ở phía sau thì khi mà mình lật đằng sau ra các bạn sẽ thấy là ngay nó có chữ Beyond Rose và size dây này của nó là size 24 nhé các bạn nhé. Các bạn sẽ thấy ngay size 24. Đó, rất là tuyệt vời. 2433 này. Và chúng ta sẽ có cái khóa đặc trưng của dòng Beyond Rose. Khóa này rất là đẹp. Đó, tất cả các cái phần kim loại ở trên chiếc Beyond Rose này thì đều được làm bằng bằng thép không gỉ và sau đó được mạ một lớp PVD màu đen rất là đẹp. Chiếc này tuy có size khủng nhưng mà độ dày của nó chỉ khoảng 10 mm thôi. Và chiếc này sử dụng máy Beyond Rose được modify từ chiếc ETA 2892A2 top grade cho nên nó chạy sẽ cực kỳ là chuẩn xác. Máy này chúng ta có 28.800 tần số dao động, chúng ta có khoảng 21 chân kính và chúng ta sẽ có khoảng 40 giờ hơn 40 giờ tích cóp. Anh em nếu mà có nhu cầu chiếc Beyond Rose này thì có thể contact ICS chỉ về được một chiếc thôi. Và chiếc này là một chiếc Limited 999 cho nên là các bạn sẽ rất là hiếm khi thấy chiếc này. Rồi rất cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của ICS.